Xin chào anh em đam mê chim cô gái. Thì ở clip trước em đã giới thiệu cho các bác những cách bón cho chim non ăn. Đó là về viên, từng viên một, đút và xà lanh bơm. Ở clip này em giới thiệu với các bác một cách nữa, đó là dùng túi bóng. Chúng ta sẽ cho chim non ăn bằng túi bóng. Thì trước tiên các bác khỏa cám cho em. Khỏa cám loãng ra. Chúng ta sẽ đổ cám vào túi bóng. Sẽ đục đến một cái lỗ vừa miệng cho chim chúng ta sẽ bón. Đây em sẽ làm cho các bác xem. Chim chúng ta đã được ăn rồi. Thì giới thiệu với các bác cách bón bằng túi bóng. Thì cắm loạn và túi bóng chúng ta đục một cái lỗ để đút miệng chú chim vào. Đây thì chú chim này đã được ăn no. Thì với dùng túi bóng chúng ta sẽ chỉ nên áp dụng với chú chim còn khá non, bố mẹ bỏ không mớm, thì lúc đó cái mỏ chúng ta bành ra nó không được to, chúng ta sẽ phải dùng đến túi bóng. Còn những chú chim mà như này rồi thì chúng ta dùng túi bóng được hoặc là bơm xà lanh. Em thì có dùng hai loại, một loại 10 và một loại 20, bơm rất nhanh. Còn túi bóng thì dùng để bơm chim non thôi các bạn.
Hiện tại bên em thì chim non, chim giống vẫn ra đều đều để phục vụ cho các bác. Đây. Chim bên em đều đang ấp hết để cho kịp phục vụ cho các anh em đam mê. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ. Anh em muốn cập nhật tất cả các video thì anh em đăng ký kết bạn và ấn vào quả chuông để nhận video từ bên em. Còn bác nào có nhu cầu mua cô gái về nuôi chơi khách chim non thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0169 778 7732. Bên em có sẽ tư vấn cho các bác. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.